Đại học Y Dược Thái Nguyên bồi thường 3,2 tỷ cho người khiếu kiện 32 năm. Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên thống nhất bồi thường gần 3,2 tỷ đồng cho ông Nguyễn Ngọc Lợi người khiếu kiện suốt 32 năm. Ông Lợi cho biết vẫn đang chờ duyệt bồi thường thêm 6,7 tỷ đồng nữa. Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên và ông Nguyễn Ngọc Lợi người đã khiếu nại suốt 32 năm, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, vừa lập biên bản ghi nhớ, thống nhất việc chi trả đền bù theo kiến nghị của thanh tra chính phủ. Theo đó, sau hội nghị cán bộ chủ chốt do Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên tổ chức, Trường Đại học Y Dược đã thống nhất phương án bồi thường, đền bù cho ông Nguyễn Ngọc Lợi với số tiền gần 3,2 tỷ đồng. Trong đó, Trường Đại học Y Dược sẽ đại diện cho ông Nguyễn Ngọc Lợi đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lãi bảo hiểm xã hội với số tiền trên 607 triệu đồng để ông lợi được hưởng lương hưu. Ông lợi phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền gần 94 triệu đồng ông Nguyễn Ngọc Lợi được nhận thực tế số tiền trên 2,495 tỷ đồng, biên bản ghi nhớ nêu rõ. Thời gian trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên thực hiện việc chi trả đền bù cho ông Nguyễn Ngọc Lợi là 30 ngày, tính từ ngày 9 tháng 11 năm 2021. Đồng thời, trường này sẽ bàn giao lại 17 loại tài liệu có liên quan đến ông Lợi theo danh mục đã được thống nhất. Trao đổi thêm với dân trí sáng 14 tháng 11, ông Nguyễn Ngọc Lợi cho biết, đây mới chỉ là một khoản tiền bồi thường trong khả năng chi trả được trích từ ngân sách của trường Đại học Y Dược tổng số tiền mà ông Lợi yêu cầu bồi thường lên tới trên 9 tỷ đồng. Vì thế, theo ông Lợi, tại hội nghị, các bên đã thống nhất, sẽ làm văn bản báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt các khoản tiền bồi thường khác liên quan đến việc gây tổn hại cho ông Nguyễn Ngọc Lợi, gồm tiền bồi thường danh dự, mất sức khỏe, mất việc làm, tiền chi phí do phải tự chữa bệnh, tiền bảo hiểm của người nhà quân nhân, tiền đào tạo sau đại học, tiền đi lại khiếu kiện từ năm 1983 đến nay, tiền bồi thường do mất nhà không được mua theo Nghị định 61 trên CP. Tổng số tiền bồi thường cho các mục này vào khoảng 6,7 tỷ đồng nữa, ông Lợi cho hay. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.